Đảng ủy Xuân Hồng cũng vừa tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021, chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự huyện Thượng Tá Lê Hữu Hưng cùng dự. Năm 2020, trong điều kiện có nhiều khó khăn chung của tỉnh, của huyện, nhưng được sự quan tâm, giúp đỡ của các cấp, các ngành, các tổ chức và cá nhân, sự tập trung lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy chính quyền địa phương nên tình hình kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị của Xuân Hồng đạt được những kết quả quan trọng. Tổng thu ngân sách đạt 18 tỷ đồng, tổng sản lượng lương thực đạt 3.207 tấn, tốc độ tăng trưởng đạt 11%, thu nhập bình quân đầu người đạt 57,9 triệu đồng một người một năm, tỷ lệ hộ nghèo còn 2,47%, giảm 0,5 so với cùng kỳ. Các lĩnh vực văn hóa xã hội, y tế, giáo dục, quốc phòng an ninh được đảm bảo. Trong công tác xây dựng đảng, Đảng ủy Xuân Hồng đã tổ chức quán triệt, tuyên truyền kịp thời các chỉ thị nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, của huyện, nhất là nghị quyết Trung ương 4 khóa 12, gắn với thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Sau tổ chức đại hội đảng bộ xã thành công, công tác cán bộ được tập trung chỉ đạo, kịp thời kiện toàn các chức danh lãnh đạo, đảm bảo đúng quy định, tạo sự đoàn kết trong nội bộ. Năm 2021, Xuân Hồng tiếp tục chỉ đạo, đẩy mạnh phát triển sản xuất theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững, thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp, đồng thời huy động các nguồn lực xây dựng hạ tầng kinh tế xã hội, khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế về đất đai, tài nguyên khoáng sản, tập trung quyết liệt để xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, củng cố tổ chức đảng, quan tâm công tác cán bộ, phát triển đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tại hội nghị Đảng ủy Xuân Hồng đã tổ chức trao tặng giấy khen cho 4 tập thể và 35 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.